Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại tăng bền. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. The Fresh Matter, xin hiểu. Ở đây đang bị chặn một cánh cửa. Ở đây chiếc xe ô tô của mình. So, ok, và mình sẽ đi vào nào. Dao xuống, đưa cầu dao lên, okay. Cánh cửa này đã mở ra. Back to the gas. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. GTA. Hey, so there he is, huh? Got you a nice little place to stay. Let's go. Hey,
This is it, Tony. Home sweet. Mình sẽ mặc thêm bộ quần áo nào. Ok, let's go. Now take me to my place. Apartments cost money. It's okay, sau đó các bạn sẽ xuống xe và tiếp tục lên đường bộ tiếp theo. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ ba, GTA Vice City. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Where'd you learn to be so stupid? Thank you.
right? Go get some sleep, he says. Move! OK, tiếp tục nào, vừa theo ba. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Là nếu đi như ngoài đời thật thì chắc chắn người ngồi sau sẽ xê xịt. OK, sắp tới rồi. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. This is Luigi's club. Let's go around the back and use the service door. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ năm. Good day. Thank you for tuning in to our
sau đó thì mình sẽ ra khu rừng này. Đây là một như kiểu là một khu trồng gì đây. Như kiểu là khu ngô. Đây là một rừng ngô luôn. Và đi sâu bên trong. Bạn sẽ trả lời tất cả là 3 câu hỏi. Đây là câu hỏi số 2. Và còn một câu hỏi nữa. Đó là các bạn sẽ đi tìm tiếp một tòa nhà nữa. Đi đường kia. Đó là như thế mà các bạn sẽ tìm một tòa nhà nữa để trả lời câu hỏi. Và khi trả lời xong đủ 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến một nơi điểm cuối cùng và lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Giam ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ phải tháo một đoạn tháo đường xích tay ra. Oh my god. Mars tìm một tấm bản đồ.
Prince of France. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, SCB, gì đó nữa. Thank you.
đó các bạn sẽ vào tìm kiếm tiếp. Đó là tiếp theo, sau đó thì sẽ quay lại chiếc xe của mình và cuối cùng thì sẽ tẩu thoát khỏi thị trấn này. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.